Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít cuối ngày 7 tháng 1 năm 2022 kênh cập nhật giá giảm nhẹ nha bà con. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang kem nhất là 31.000, kem nhì 21.000, kem rất lớn 28.000, kem rất nhỏ 18.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem nhất 30.000, kem nhì 20.000, kem rất lớn 27.000, kem rất nhỏ 17.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, kem nhất 30.000, kem nhì 20.000, kem rất lớn 27.000, kem rất nhỏ 17.000. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem nhất 30.000, kem nhì 20.000, kem rất lớn 27.000, kem rất nhỏ 17.000. Tại khu vực miền Đông và Tây Nguyên, kem nhất 25.000, kem nhì 15.000, kem rất lớn 18.000, kem rất nhỏ là 8.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.